một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 3 đấu 3. Và đây sẽ là một trận đấu ở răng tướng ở đây bây. Tất cả những người chơi chúng ta đều là những người chơi ở level rất cao. Level 22, 23 và 24 ở đây bây. Chúng ta bắt đầu triển khai những nơi vừa đánh đầu đầu tiên. Và đang cố gắng rà soát bản đồ, tìm kiếm lấy các thông tài nguyên. Và sẽ cố gắng chiếm lấy phần ưu thế về đầu game về tài nguyên ngay lập tức Adam. Đây là một cái bản đồ khá rộng lớn và có một đường bờ biển ở vị trí trung tâm. Chúng ta sẽ cần phải ngay lập tức chiếm lấy đường biển ngay thôi. Lính bộ binh xanh đã có sự xuất hiện ở khắp mọi nơi rồi. Họ đang cố gắng tranh giành lấy các thùng tài nguyên với lực lượng của chúng ta. Quân đỏ cũng đã ngay lập tức triển khai ra hai nhà sản xuất hải quân, kết hợp với một tháp chống hạm rồi. Với một cái bản đồ rộng lớn như thế này và có đường bờ biển quá lớn ở đây bầy. Và tất cả 6 người chơi đều nằm ở vị trí rất gần đường biển, cho nên chúng ta cần phải chú ý hết sức mình thôi. Kaimon đang cố gắng đụng độ với Delta và chúng ta vẫn đang cố gắng hết sức mình để có thể chiếm lấy được lượng tài nguyên ở trên bờ biển ngay lúc này. Tuy nhiên thì Delta nó có lực đam thật sự là quá khủng khiếp rồi. Cái đơn vị tàu cano Kaimon của chúng ta vẫn đang phải hết sức chật vật rồi. Và không biết có cách nào để có thể chiếm lấy được các thùng tài nguyên lớn hay không ở trên biển ngay lúc này hay không. Ở trên góc 2 giờ, lực lượng quân đỏ cũng đang cố gắng tiếp cận lấy vị trí của một thùng tài nguyên lớn anh em. Sẽ còn có một vị trí thùng tài nguyên ở trung tâm bản đồ và một thùng tài nguyên ở trên biển nữa rồi. Tuy nhiên thì lực lượng Delta đã chiếm được một vị trí quá khá là quan trọng ở trên biển rồi đây bầy. Một thùng tài nguyên lớn đầu tiên đã thuộc về phía lực lượng của Liên Đoàn và chúng ta cũng đã tạm thời chiếm lấy được một rồi. Nhưng để có thể chiếm lấy được vị trí ở điểm A là rất khó khăn và rất có thể lực lượng Liên Đoàn đã chiếm được cả hai thùng tài nguyên rồi. Chúng ta vẫn gần như là chưa trinh sát được căn cứ lực lượng của Liên Đoàn. Họ có cả người chơi ở level 25 và lực đam của họ là rất tốt. Lực lượng quân đỏ của chúng ta bắt đầu có Alligator, bạn ấy là một người chơi ở level 24 của Nebay. Delta nó đang di chuyển lên phía trên và chúng ta đang rất bất lực khi không có cách nào có thể tiếp cận và tiêu diệt được đó rồi. Trinh sát vào căn cứ lực lượng quân đỏ đây bây. Đó là những đơn vị có thể nói là di chuyển khá linh hoạt bên phía lực lượng của Liên Đoàn. Chúng ta đang rất bất lực khi họ đang cố gắng trinh sát hết căn cứ của chúng ta. Từ căn cứ lực lượng quân đỏ đến tầng căn cứ lực lượng quân xanh lá cây. Với những đơn vị tàu Delta như thế này thì thật sự chúng ta không có cách nào khác rồi. Nếu như ra Alligator thì Alligator với tầm bắn cũng không có thể nào lấn sâu vào phía bên trong. Và như vậy là Delta đã phá hủy được thêm một tòa nhà năng lượng bên phía lực lượng của quân xanh lá cây của chúng ta rồi. Hơi bị tệ rồi anh em ơi. Lực lượng quân xanh lá cây đang muốn lực lượng quân vàng của chúng ta cần phải sản xuất xe cơ giới ngay lúc này. Nhưng có lẽ bạn ấy không biết được rằng chúng ta chủ lực là những đơn vị tàu hải quân. Ở trên bộ thì chúng ta chơi rất yếu ở đây bầy. Ta vẫn đang cần phải cố gắng hết sức mình để có thể chiếm lấy được ưu thế ở trên biển ngay lúc này. Lực lượng của quân xanh lam đã có được khá nhiều cái đơn vị tăng rớt rồi. Delta đã vẫn đang cố gắng phá hủy các tòa nhà công sự của chúng ta, mà chúng ta vẫn đang chỉ có thể sử dụng cái đơn vị lính bộ binh thôi. Những phút đầu của trận đấu thật sự là quá áp lực với lực lượng quân kháng chiến của chúng ta vào lúc này. Đã bắt đầu có sự xuất hiện của các đơn vị tàu Viking kết hợp với Delta từ phía lực lượng của quân xanh lam. Sẽ có những màn đỏ hải quân rồi.
Xanh đất biển cũng đang cố gắng triển khai thêm các tháp chống hạ và đè bầy. Quân đội bắt đầu tiến công vào căn cứ lực lượng của xanh đất biển rồi. Với các đơn vị tàu Alligator, và chúng ta đang đụng độ với Viking bấm hết lực lượng quân xanh lam và cả quân tím rồi. Giao chiến tổng lực ở trên biển ở đè bầy. Lực lượng của liên đoàn có khá nhiều các đơn vị tàu Viking, và chúng ta hiện tại chỉ có khoảng 6 đơn vị tàu Alligator đang phải hứng chịu rất nhiều những quả ngư lôi. Và có lẽ rằng Alligator sẽ trụ không có nổi rồi. Lực lượng liên đoàn có quá đông các đơn vị tàu Viking ở đây ơi, liên tục được tăng cường thêm. Và cứ như thế này thì cả hạm đội lực lượng quân đỏ đã đi bán phá liệu hết cả rồi. Viking thật sự là quá mạnh mẽ và họ còn quá đông. Chúng ta vẫn chưa có một sự kết hợp, một cách ăn ý với lực lượng của đồng binh. Bạn ấy vừa bờ đi ra phía bên ngoài và đánh lẻ rồi. Và ngay bây giờ là lực lượng Viking tiếp tục tấn công chúng ta ở phía trên biển ở phút thứ 8 rồi. Kéo lên tất cả thôi ở đây bơi, chứ không là toàn ngay bây giờ. Hơi bị khốn khó rồi. Lực lượng Viking đang rất đông, họ đang thừa thắng xông lên. Quân đỏ lại mất thêm hai đơn vị tàu Alligator và tất cả những quân ứng của chúng ta buộc phải kéo ra hết tất cả các đơn vị tàu Alligator và cố gắng hết sức mình để có thể tiêu diệt bớt các đơn vị tàu Viking bằng phía lực lượng của liên đoàn. Cố gắng hết sức mình thôi anh em ơi. Chúng ta vẫn còn có các đơn vị tàu Alligator và lực lượng Viking vẫn đang cố gắng bắn phá vào các tháp chống hạm cũng như là các nhà sản xuất hải quân bằng phía lực lượng quân đỏ rồi. Quân vàng cũng đã kéo lên phía trên và sẵn sàng đụng độ tiếp tục với lực lượng của Viking. Và chúng ta có lực lượng hải quân có thể nói được nâng cấp mạnh ở vị trí lực lượng quân vàng, thì có lẽ là chúng ta sẽ an tâm ở trên biển hơn. Mặc dù là quân đỏ đã hơi bị yếu thế một chút xíu rồi, nhưng dù sao lực lượng quân vàng cũng đã đến kịp rồi anh em ơi. Đến kịp rồi. Tàu Viking đã phá hủy được toàn bộ những nhà sản xuất hải quân bên phía lực lượng quân đỏ rồi. Tuy nhiên thì lực lượng quân đỏ cũng đã chiếm được một thùng tàu nguyên lớn ở vị trí gấp 2 giờ. Và lực lượng của quân xanh lam đã đầu tiến công chúng ta để bày với rất đông các đơn vị tăng rốt kết hợp với lính bộ binh. Chúng ta đã có được một hàng phòng thủ rồi, với rất nhiều các đơn vị tăng gia của kết hợp với cả các đơn vị lính bộ binh và cả các tháp phòng thủ ngay lúc này. Lực lượng Alligator cũng đã tiếp cận rất gần bởi vì đã có thể đối kháng trực tiếp với các đơn vị tăng rốt từ phía lực lượng của liên đoàn. Ở trên biển thì mọi thứ đã ok rồi. Quân Sơn Lan đã có một yếu tố bất ngờ khi các đơn vị hải quân của họ vẫn đang tổng lực tấn công vào căn cứ lực lượng quân đỏ của chúng ta ở trên biển. Thì đồng thời ngay lập tức lực lượng của họ cũng đã bắt đầu tiến công ta ở trên bộ với các đơn vị tăng rốt kết hợp với các đơn vị lính bộ binh. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã chuẩn bị trước rồi. Khi đã trinh sát được lực lượng quân Sơn Lam có khá nhiều các đơn vị tăng rốt kết hợp với lính bộ binh, chúng ta cũng đã cắm ra ngay lập tức những tháp phòng thủ bắn tỉa trong bộ binh và cả những tháp pháo 2-5 chống tăng. Như vậy là ổn áp rồi. Lực lượng quân đỏ đang rơi vào thế yếu ở đây bầy. Bạn ấy để mất đường biển và ngay bây giờ không biết bạn ấy sẽ có những mưu tính như thế nào đây. Phút thứ 10 rồi. Và đó là một người chơi ở level 24 mà bạn ấy vẫn chưa thể nâng cấp cho chính lên level 4 của Debay. Cứ bình tĩnh thôi. Chúng ta đang cố gắng đi trên xe vào căn cứ lực lượng của quân xanh. Và như đôi vợ chiến đấu cơ thế hệ 5 bên phía lực lượng quân xanh lá cây. Bắt đầu có sự xuất hiện của Cyclone rồi. Không có đùa được anh em ơi. Và họ cũng đang triển khai thêm những nhà sản xuất hải quân thứ 3. Quân đỏ đang cố gắng phô phục lại tình hình ở phía ngoài biển các em. Quân xanh nước biển sẽ chơi không quân. Lực lượng quân tím sẽ tập trung vào hải quân. Còn lực lượng quân xanh lam sẽ vừa chơi hải quân và vừa chơi các đơn vị bộ binh. Cả các đơn vị tăng rốt kết hợp với lính bộ binh ở đây bầy. Vàng đang cố gắng kéo xuống phía bên dưới đây rồi.
kéo xuống điểm E và điểm F. Chúng ta sẽ cố gắng đánh vào điểm H các đẹp ơi. Ngay lúc này chúng ta đồng độ với những đội bóng lớn trên sàn bên phía năng lượng của Liên Đoàn. Rất đông các đội bóng lớn bộ mình. Có cần thiết là khi đi chính xác phải mang theo rất nhiều các đội bóng lớn như thế này hay không? Quân vàng đang tấn công tổng lực ở phía bên dưới này. Góc 6 giờ kết hợp với các đội bóng chỉ đấu cơ tới 2 năm biết lượng của xanh lá cây. Đến rồi. Chúng ta đã chính xác trước được rằng họ sẽ không có bất kỳ một đơn vị phòng thủ nào ở cánh phía bên dưới này. Và ngay lập tức lực lượng quân vàng đã triển khai rất đông các đội bóng tăng gia gùa kết hợp với xe nhím và lính bộ binh. Chúng ta đang tổng tiến công ở phía dưới đây rồi. Xanh Lam đã không có kịp trở tay. Và ngay bây giờ họ đã tổn thất đi rất nhiều cái tòa nhà công sự sản xuất xe quân sự rồi. Các đơn vị tàu hải quân và phát lượng của team cũng đã kéo xuống rồi đây mày. Chúng ta đã tạo ra một yếu tố rất chi là bất ngờ. Và lực lượng của Xanh Lam đang rất chi là bất lực rồi. Mất liên tiếp cái tòa nhà phòng thủ. Và lực lượng của Salam đang cố gắng kéo ra thêm các đơn vị tăng dốt kết hợp với lên bộ binh. Nhưng có lẽ là đã khá là muộn khi chúng ta đã phá hủy đến tận 3 nhà sản xuất xe cơ giới hàng năng bên phía lực lượng của Liên Đoàn. Tăng gia gùa di chuyển khá là hợp lý khi cố gắng di chuyển vào sát mép cong của bản đồ ở đây bầy. Chúng ta cũng đã tập trung khá đông, rất nhiều các đơn vị tàu Alligator và sẵn sàng cho một đợt tiến công ở trên biển nữa. Nếu như lực lượng Liên Đoàn kéo ra các đơn vị tàu Viking. Góc 6 giờ, chúng ta đã kiểm soát rất tốt được tình hình. Và lực lượng quân Sơn Lam còn đúng cái nít đến nơi nếu như họ không có sự hỗ trợ của đồng minh. Và lực lượng đồng minh của họ đâu hết cả rồi. Chúng ta vẫn không biết lực lượng quân Tý và quân Sơn Đức Biển đang ở đâu. Đồng minh của họ đang lâm nguy, mất đi rất nhiều cái tòa nhà công sự rồi. Và đến bây giờ lực lượng Cyclone mới xuất hiện ở đây mời. Máy bay trực thăng cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng để đến khi nó xuất hiện thì lực lượng quân Sơn Lam đã tan nhà nát cửa. Hết khoảng 30% số lượng tòa nhà cho lực lượng quân Sơn Lam rồi. Và Sơn Lam đã buộc phải triển khai thêm các đơn vị lính bộ binh. Mặc dù là sóng gió với họ đã qua rồi, nhưng sẽ chuẩn bị có thêm những đợt sóng lớn khác. Khi chúng ta đã tập trung rất đông các đơn vị tàu Alligator, tàu phát lực của chúng ta và cả lực lượng quân Xanh Lá Cây. Rất đông và rất ồn ào ba đẹp ơi. Tiếp tục sản xuất thêm tăng Jaguar, xe nhiệm và Alligator. Lực lượng Cyclone bắt đầu tiến công trên căn cứ chúng ta rồi. Họ đang kéo lên góc 9 giờ. Và chiến đấu cơ lượng Xanh Lá Cây cũng đau kéo qua. Xanh đã bị tấn công bằng những đội bóng chiến đấu cơ thế nào mà phải lượng Xanh Lá Cây của chúng ta đây mày. Cái đơn vị trực thăng chính xác Cyclone thì không có khả năng và cũng không có cửa nào với lực lượng chiến đấu cơ tôi phải lực lượng quân kháng chiến chúng ta được đâu. Họ đang cố gắng rút chạy rồi. Xanh Lá Cây đã chơi đến tầng 4 nhà sản xuất, 4 nhà sân bay và 2 nhà xuất máy bay. Và chúng ta tiếp tục sử dụng các đơn vị chiến đấu cơ tấn công tổng lực ở căn cứ lực lượng quân Xanh Lam một lần nữa anh em. Họ vẫn đang cố gắng xây dựng thêm những đơn vị lính bộ binh kết hợp với các đơn vị C3. Và chúng ta đang rất cần lực lượng đồng minh cần phải chính xác ở những vị trí quan trọng trên biển này. Ở điểm C, chúng ta cần phải biết lực lượng của Liên Đoàn có bao nhiêu đơn vị hải quân để sẵn sàng cho một phương án tấn công ở trên biển ngay lúc này. Phút thứ 16 rồi. Xanh Lá Cây vẫn tiếp tục sản xuất ra Alligator và bọn này đã chính xác được vị trí đây rồi. Lực lượng quân team đang có khá đông các đơn vị tàu Viking đây ơi. Và có lẽ số lượng của nó cũng sẽ là vừa ngang cơ với lực lượng của chúng ta thôi. Cứ bên tận ta đẹp ơi. Tổng tiến công thôi. Đ-
Đây là phút thứ 17 và chúng ta sẽ có một đợt giao tranh tổng lực ở trên biển ngay lúc này. Đụng độ với rất đông các đơn vị tàu VK bên phía lực lượng cùng quân tìm ở đây. Và họ có cả những khách chống hạm và tăng sát của họ cũng đã luôn phải chạy ra phía bên ngoài bờ biển rồi. Một sự đụng độ rất khủng khiếp và rất đông của các đơn vị tàu Ali ở tàu kết hợp với các đơn vị tàu Viking. Hải chiến tổng lực anh em. Lực lượng Viking đang rối lên hết cả rồi. Và chiến đấu cực lượng xanh lá cây cũng đã bay ra phía bên ngoài. Có lẽ mục tiêu là căn cứ lực lượng ưu tiên anh em ơi. Và đó là một nhà sản xuất bom không gian. Đúng rồi. Chúng ta đã phát hiện ra kịp thời và đã đánh chặn được một đợt tấn công không gian. Và ngay bây giờ lực lượng ưu tiên cũng đang mất đi rất nhiều các đơn vị tàu Viking, nhưng họ vẫn còn rất đông và Cyclone cũng đã kéo ra phía bên ngoài. Lực lượng Alligator từ lực lượng quân vàng chúng ta cũng đang tổn thất rất nhiều. Không biết Viking đâu ra mà đông đến như thế này rồi. Cứ bình tĩnh thôi anh em ơi. Tiếp tục là chiến đấu cơ lực lượng quân xanh lá cây. Chúng ta đã phá hủy được ngay một tấc một tòa nhà trung tâm chuyên bên phía lực lượng của liên đoàn. Tiếp tục là Cyclone, họ vẫn đang tấn công chúng ta ở phía căn cứ lực lượng quân đỏ rồi. Chúng ta đã tổn thất đi rất nhiều các đơn vị tàu Alligator. Và rất có thể lực lượng của liên đoàn sẽ tìm cách tấn công ta ở trên biển tiếp tục ở đại bầy. Họ đã rất tức giận khi chúng ta đã phá hủy được một nhà ném bom không gian của họ rồi. Và đang có rất nhiều cái đơn vị Cyclone ở phía bên ngoài căn cứ lực lượng quân đỏ ngay lúc này. Cứ bình tĩnh thôi đại bầy, mọi thứ vẫn còn có thể giải quyết được mà. Đây là một trận đấu ở răng tương chứ không có phải là bình thường đâu. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Và chúng ta cần phải có những cái đầu lạnh và phải cố gắng chơi tới cùng. Không nên rời bỏ cuộc chơi khi mọi thứ vẫn còn có thể nha em ơi. Lực lượng vô vang vẫn tiếp tục sản xuất ra rất đông các đơn vị tàu Alligator. Liên đoàn đã không tấn công ra phía bên ngoài bằng những đơn vị tàu hải quân. Chúng ta vẫn không biết họ đang mưu tính gì đây và rất có thể họ sẽ tiếp tục sử dụng các đơn vị ném bom không gian. Chỉ đạo lực lượng xanh lá cây cũng đã liên tiếp phá hủy được rất nhiều các đơn vị cho thằng trinh sát Cyclone từ phía lượng của liên đoàn. Cả 6 người chơi đang chơi với một phương án rất chi là thận trọng ở đây mời. Chúng ta vẫn không biết lực lượng của team có chơi bom không gian ở vị trí điểm B nữa hay không. Có rồi anh em ơi. Như vậy là một nhà ném bom không gian tấn công và phá hủy nó ngay lập tức thôi lực lượng của xanh lá cây ơi. Bạn mất rồi, có chưa anh em ơi. Lực lượng của xanh lá cây đã lùng ngay lập tức một lỗ rất to. Xanh lá cây có khá nhiều cái đầu vị trí đấu cơ, nhưng nhiệm vụ đi chính xác của bạn ấy đã không thành công. Khi để cho lực lượng của liên đoàn tấn công chúng ta tổng lực bằng một quả bom không gian. Họ yên lặng không phải là vì họ sợ chúng ta, mà họ yên lặng là họ đang dùng lực lên một quả bom không gian anh em ơi. Đánh rất hay và rất đúng rồi, lực lượng Lira chơi rất hay. Xanh lá cây đã tổn thất rất nhiều các sân bay. Và gần như các đơn vị chỉ đấu cơ cũng đã tổn thất rất nhiều khi cố gắng tấn công vào một nhà ném bom không gian từ phía lượng của liên đoàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải lên phương án khác thôi. Quân đỏ đã có được rất đông các đơn vị tăng gia gùa, xe khói và xe nhiễm rồi. Nhưng cái lối đi ở căn cứ lực lượng quân xanh nước biển là khá chật hẹp ba đêm. Và nếu như chúng ta tiến công một cách không hợp lý, chúng ta có thể toàn ngày đổi hơn ngày. Đụng độ với Cyclone rồi. Đó là những đơn vị trực thăng chính xác với tầm di chuyển có thể nói là rất linh hoạt vào lúc này. Bình tĩnh thôi anh em ơi, bình tĩnh thôi. Lực lượng của vàng cũng đang cố gắng sản xuất ra các đơn vị tăng Jaguar xe diễm rồi.
Như vậy là lực lượng quân đỏ đã cố gắng hết sức mình để có thể chiếm lấy được một thùng tài nguyên lớn ở góc 2 giờ. Đảng ấy vẫn đang rất cần tài nguyên. Xanh lá cây là một người chơi có thể nói là hơi nóng vội rồi. Chúng ta sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn, chứ không phải là cứ ngồi đó và chửi nhau ở đây bầy. Chỉ nó cơ lực lượng xanh lá cây đang quán trên xe và căn cứ lực lượng của xanh nước biển rồi. Cố gắng ra soát xem họ có bao nhiêu đơn vị tăng giới đó đẹp ơi. Và đã có rất đông rồi và sẽ có một sự đụng độ ở trên bộ giữa các đơn vị tăng giới của các hợp với các đơn vị tăng giới từ phía lực lượng của Liên Đoàn. Tấn công tổng lực rồi. Tăng giới không có sự hiện trợ của xe khiên. Và chúng ta có gia ngùa thì đã được che chắn tầm nhìn rất tốt từ những đơn vị tăng xe khói rồi. Tăng giới đang tổn thất đi rất chi là nhiều. Ngay lúc này lực lượng của xanh lam cũng đang kéo lên phía trên căn cứ chúng ta đây bầy. Với rất đông cái đầu vị là một mình kết hợp với cả tăng giới rồi. Và chúng ta cũng đã có được một phòng tuyến ở vị trí bên này. Rất nhiều cái đầu vị tăng nhân quân kết hợp với xe chỉ và có cả xe khói rồi. Xanh lam cây cũng đã kéo qua các đầu vị tàu hải quân Alligator. Chúng ta ăn thêm một quả bom không gian nữa rồi. Căn cứ lực lượng quân đỏ đã tan nát hết rồi anh em ơi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã tiêu diệt được toàn bộ số lượng tăng giới tàu hải quân xanh nước biển rồi. Tấn công tổng lực thôi, tấn công thôi, không còn gì để mất cả anh em ơi. Nếu không tấn công thì mọi thứ sẽ trở về với zero. Bộ tiệm đang nỗ lực tấn công ở phía bên ngoài bằng những đơn vị tàu hải quân. Một sự đụng độ và chạm chạm vào tất cả mọi nơi ở trên bản đồ. Chúng ta cũng vừa mới đụng độ với lực lượng của xanh lam ở vị trí bên dưới này. Xanh lam cũng đã buộc phải rút lui khi họ đã đi qua một con đường hẹp. Và chúng ta cũng đang có được rất đông cái đơn vị tàu Alligator vị trí bên dưới này. Lực lượng của nó đang tiến công rất ngơ vào căn cứ lực lượng của xanh nước biển rồi. Đúng rồi. Lực lượng xanh nước biển đã tổng thất đi gần như toàn bộ số đơn vị tăng dân. Và bây giờ lực lượng của Alligator chúng ta cũng đang phải đối kháng trực tiếp với cái đơn vị tàu bên kia bên ngoài. Ở căn cứ lực lượng của xanh nước biển ở đây bầy. Và căn cứ lực lượng của nó cũng đã tan nát hết rồi. Và bây giờ chúng ta đang chơi một kỹ thuật, một chiến thuật đó là được ăn cả ngã team và zero. Cứ đổ nhà thôi, cứ chơi tới cùng anh em ơi. Trước sau gì thì cũng sẽ có người thua. Lực lượng của vàng bắt đầu tiến công ra phía bên ngoài. Vũ tím đang rối lên hết cả rồi vì bom không gian là của họ và họ đã cố gắng rất chi là nhiều cho trận đấu này. Và bây giờ thì họ đang đứng trước một nguy cơ là toàn căn cứ lực lượng xanh nước biển đã tan nát hết rồi. Bộ tiền vô đang nỗ lực tới cùng với những đơn vị tàu Viking mà chúng ta vẫn còn rất đông cái đơn vị tàu Alligator. Thì còn cái Nitro tím ơi. Lực lượng bộ tiền đang cố gắng rồi, cố gắng làm cách nào để có thể lấy được chiến thắng này. Ngay bây giờ lực lượng bộ đoàn đã tiếp cận vào căn cứ lực lượng bộ tiền rồi, quá gần rồi. Vàng cũng đã kéo xuống góc 7 giờ đây bơi và sẵn sàng cho đoàn tiến công tổng lực vào căn cứ lực lượng sẽ làm ở góc 6 giờ. Toàn bộ số đơn vị tàu Viking từ phía lượng nguồn tím đã tan nát hết rồi. Và bây giờ là cơ hội cho chúng ta. Chúng ta không có vũ khí hạt nhân, không có siêu vũ khí và đang phải đến tầng 2 của bóng không gian. Và bây giờ chúng ta ăn thêm một quả thứ ba hay không? Căn cứ lực lượng xanh lá cây anh em ơi, một quả bóng không gian thứ ba. Nhưng lực lượng của tím có còn gì đâu. Kết thúc thật sự rồi tím ơi. Liên đoàn đã tăng nát cửa nát nhà hết rồi. Chúng ta cũng đâu có khá hơn anh em ơi. Cũng mất đi rất nhiều cái tòa nhà công sự quan trọng rồi. Nhưng cứ kể nó thôi. Lực lượng của xanh lá cây cũng đã bắt đầu triển khai thêm một nhà ném tên lửa hạt nhân và sẵn sàng cho mọi người tấn công hạt nhân nữa đây bầy. Góc 6 giờ tiếp tục lại là góc 6 giờ với lực lượng quân vang. Và ở bên góc 3 giờ lực lượng của tiên đã tan nát hết rồi. Và chiến thắng có lẽ đang thuộc về phía chúng ta rồi anh em ơi. Anh em thấy trận đấu ở răng tướng này như thế nào thì hãy cứ bình luận nha. Và thấy hay thì hãy nhớ cho mình thêm những lượt like. Và bạn nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và kết bạn Zalo với Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV theo số điện thoại 092 476 2081, 092 476 2081. Mình là Hiếu Nguyễn, hân hạnh được phục vụ anh nha.
các bạn sẽ được vào nhóm Zalo và chúng ta sẽ có những nhóm Zalo có rất nhiều anh em cả lực lượng quân kháng chiến và lính đoàn ở tất cả các rằng. Chúng ta sẽ hỗ trợ cho những anh em mới chơi và có những trận đấu hai đấu hai thật sự là vui vẻ đây bầy. Anh em nào ở rank thấp muốn chơi hai đấu hai cùng với Hiếu Quyền ở tất cả các rằng chơi AI và cả những trận đấu hai đấu hai thì cứ liên hệ với mình theo số Zalo nha. Hân hạnh được phục vụ anh em. Chúng ta chuẩn bị có một quà tên lửa hạt nhân vào căn cứ lục địa của Salan. Nổ rồi. Một dấu chấm hết cho lực lượng liên đoàn anh em ơi. Họ đã cố gắng rất nhiều và chúng ta đã ăn đến tầng 3 bờ bom không gian. Nhưng cuối cùng, với chiến thuật và sức chiến đấu của lực lượng quân đỏ và cả quân vàng của chúng ta, kết hợp với những đơn vị chiến đấu cơ và cả một quả bom tên lửa hạt nhân từ lực lượng của Salan cây, thì chúng ta đã đặt một dấu chấm hết cho lực lượng liên đoàn và chiến thắng là của chúng ta. Chiến thắng rồi đấy bầy, xin cảm ơn 6 người chơi và cảm ơn tất cả mọi người. Một trận đấu rất hay. Lực lượng liên đoàn vẫn đang cố gắng hết sức mình rồi. Cố gắng hết sức để có thể chống cự và kháng cự lại. Nhưng có lẽ họ đã buộc phải rời bỏ cuộc chơi khi không còn bất kỳ một cánh cửa nào nữa cả đấy bầy. Chiến thắng rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những trận đấu lần sau. Tạm biệt các em, một trận đấu quá hay và quá tuyệt vời. Thấy hay thì hãy nhớ bấm like nha. Và nhớ bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất về theo ngày đấy mày. The best game starter tree. The future would gray were fray. Military confrontation. Resistance. Confederation. The world has not ended. Fighting continue again and again. My name is Hiếu Nguyên. And this Hiếu Nguyên Vietnam Star TV channel. Enjoy and watch now.